Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Trên Kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, tình hình khu vực bãi tư chính của Việt Nam nói riêng và khu vực Trường Sa nói chung hết sức là nóng bỏng khi mà Trung Quốc liên tục có những động thái mới xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp tình hình Biển Đông. Từ đầu tháng vừa qua, Trung Quốc đã cho thấy những hành động leo thang trong quá trình tàu hậu vệ 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam tham gia cuộc diễn tập chung hải quân ASEAN Ấn Độ trên Biển Đông. Khi tàu chiến của các nước tham gia diễn tập đang di chuyển ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì giáp mặt với một nhóm 5 tàu cá vũ trang của Trung Quốc. Tình hình căng thẳng làm cho một số tàu chiến của một số nước đã bị tắt định vị nhằm tránh đối đầu. Riêng tàu Việt Nam vẫn để nguyên định vị tiến về phía trước, đồng thời thông báo cho lực lượng chấp pháp Việt Nam nhận tin báo tàu kiểm ngư 414 đang làm nhiệm vụ cực trọng điểm, nhanh chóng cơ động tới hiện trường nhằm ngăn cản tàu dân binh Trung Quốc. Vào rạng sáng ngày thứ ba, các tàu dân binh đã rút về bảo vệ tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 đang tiến về phía bãi cạn Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng kiểm ngư điều thêm tàu 472 tới hiện trường chi viện cho 414. Vào rạng sáng ngày thứ tư, Trung Quốc điều thêm 4 tàu dân binh di chuyển về đá chữ thập của Việt Nam, nơi họ đang chiếm giữ trái phép. Chúng ta điều thêm tàu kiểm ngư 475 tới hiện trường và đặc biệt hơn, chúng ta cũng huy động các tàu cá vũ trang của chúng ta tới khu vực để truy cản các tàu của Trung Quốc. Rạng sáng ngày thứ năm, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc đi về phía Bắc, rời khỏi bãi cạn Tư Chính, đi hướng ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn không lo mà tiếp tục bám đuôi. Ngoài tàu kiểm ngư còn có thêm tàu cảnh sát biển CFB-7011, bởi chúng ta không thể tin rằng Trung Quốc nó dễ dàng từ bỏ đến thế. Và đúng như những gì ta dự đoán, rạng sáng ngày thứ sáu, nhóm tàu của Trung Quốc vừa tới gần ranh giới biển Việt Nam-Trung Quốc thì lập tức quay đầu hướng về Tư Chính. Các tàu của Việt Nam lập tức ngăn cản và quần thảo với các tàu của Trung Quốc. Trong khi ở vùng biển Trường Sa, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc với sự hộ tống của 6 tàu dân binh từ ngày thứ Bảy bắt đầu xâm phạm vùng biển Việt Nam. Có thể nói rằng Biển Đông rất là nóng bỏng, đang rất nóng bỏng và căng thẳng trước các hoạt động trái phép của Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người thắc mắc vì sao truyền thông nhà nước không lên tiếng và không tường thuật những gì về sự kiện nóng bỏng này. Điều này cũng đã khiến cho nhiều người dân khó hiểu và khiến cho các thế hệ thù địch có dịp thêu dệt thông tin bịa đặt bôi xấu, cho rằng chính phủ Việt Nam ta sợ Trung Quốc không dám làm gì. Mặc dù vậy, dù không đao to búa lớn dùm beng trên truyền thông, nhưng chúng tôi dám khẳng định chắc chắn rằng chúng ta đã và đang làm rất tốt, tốt nhất những gì có thể tốt hơn anh bạn Philippines hay Manila nhiều. Vậy là tại sao truyền thông nhà nước ta và các phương tiện truyền thông chính thống không đăng tải hay là cập nhật những tình hình này? Theo chúng tôi, đó là một bước đi, một nước cờ khôn ngoan mà phải là tay cờ, cao cờ mới nghĩ ra được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để làm rõ vấn đề này. Vâng thưa quý vị, điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng xung đột trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc dù gì đi nữa thì diễn ra vẫn mang tính chất cục bộ, không phải hoạt động triển khai lực lượng vũ trang. Thêm vào đó, các va chạm mới chỉ dừng ở mức độ là bán quân sự và dân sự. Đây chủ yếu là sự đấu trí lẫn nhau, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm thất bại âm mưu của đối phương. Các diễn biến trên thực tế cũng cho thấy phía Trung Quốc cũng ngầm hiểu và thực hiện theo các quy tắc này, chứ không leo thang căng thẳng nhiều hơn. Nếu chúng ta để ý kỹ thì truyền thông ta không nói. Trung Quốc cũng vờ như là không biết gì, những gì xảy ra trên biển. Giả sử nếu tôi mà là ông bạn Tập Cận Bình, nếu tôi điện thoại hỏi anh ta, ủa sao ông nói dân ông, lính ông tranh chấp trên Biển Đông à? Thì chắc chắn là ông ta sẽ bảo là đâu, tôi có biết gì đâu, lính nó làm chứ tôi đâu có biết. Nghe thì nực cười đấy, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì đấy, đấy mới là điều quan trọng để đảm bảo một cuộc tranh chấp không bùng lên xung đột. Nên thả cứ tranh chấp đấu tranh không cần dùm beng mà đất nước vẫn ổn định, kinh tế vẫn phát triển, dễ hơn là đi đánh nhau như là anh ngốc ạ. Thưa quý vị, điều tối kỵ là một nước nhỏ đi gây chiến với nước lớn như thế khác nào đi đào mộ chôn chính mình, giúp nó để có cái cớ để phát động chiến tranh, hoặc là nhẹ hơn thì lại áp đặt các lệnh trừng phạt, đóng cửa khẩu ngân hàng, hàng hóa lưu thông, nhất là nông sản Việt Nam đi Trung Quốc. Thiệt đơn thiệt kép chứ chả chơi. Chưa kể gây hấn còn có thể đẩy hai nước vốn đang hòa bình cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, như cách anh hề ngu ngốc nào đó đã làm chỉ khiến cho dân chúng lầm than mà thôi.
Khi nghe được những thông tin việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, nhiều nước nóng vội hô hào mang tàu chiến ra xử lý tàu Trung Quốc, rồi thì lưu loa lên rằng chính phủ Việt Nam bạc nhược sợ hãi đi đêm với Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng đó chỉ là những thành phần yêu nước bằng bàn phím, hoặc là nếu có thực sự yêu nước, họ có thực lực yêu nước thì cũng là yêu nước một cách thiếu hiểu biết. Nên nhớ rằng Việt Nam có đường biên giới dài gần 1.500 km với Trung Quốc. Hàng ngày, hàng giờ các hoạt động giao thương với Trung Quốc mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho người dân các tỉnh biên giới và cho cả hoạt động sản xuất của quốc gia. Đường biên giới đó như là mạch máu kinh tế, luôn luôn vận hành mỗi ngày. Nếu gây hấn mạch máu đó bị chặt đứt thì hỏi thiệt hại để đâu cho hết. Cứ nhìn vào 2 năm Covid mà xem, Trung Quốc đóng cửa biên giới xem hậu quả thế nào. Hàng hóa nông sản ở ớn, nông dân lao động địa phương thất thu về nhiều mặt. Đấy là do dịch thôi, chứ không phải là do đánh nhau. Đánh nhau thật thì thôi, không dám nghĩ nữa. Chúng ta cứ im lìm đấu tranh là tốt nhất. Tiếp đến, chúng ta phải giả sử rằng, bây giờ nếu cơ quan ngôn luận nhà nước đưa ra những thông tin rùm beng, rõ ràng nếu một người Việt Nam đúng nghĩa, chắc chắn khi nghe được những thông tin, chúng ta sẽ dấy lên sự căm ghét đối với Trung Quốc. Dần dần dẫn đến tư tưởng bài trung, thù hận, tạo ra một mối hiểm khích không đáng có. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, khi mà truyền thông Ukraine ngày đêm xây dựng một hình ảnh nước Nga hung hăng, hiếu chiến dẫn đến tình trạng bài Nga. Và điều gì đến đã đến, nay thì bài tớ cho bài luôn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm là hay thiệt thân là vì thế. Chưa kể, nếu nhìn lại thực tế thì Trung Quốc chưa làm gì, chưa sử dụng vũ lực. Trung Quốc chưa hề mang tàu chiến tấn công tàu công vụ của Việt Nam, nên nếu Việt Nam mình mà lưu loa lên rồi mang tàu chiến ra chiến với họ thì họ chỉ có ngu mà mới làm như thế. Trung Quốc dù có rất hống hách ngang ngược, nhưng đây là những hành động mang tính chất thăm dò, thử thách sự kiên nhẫn của đối phương, không mang tính chiến lược, có thể là dẫn tới xung đột vũ trang. Chính vì thế chưa cần thiết để báo chí phải liên tục đưa tin, đăng bài về các hoạt động đấu tranh của Việt Nam và Trung Quốc. Xét về mặt kinh tế, Trung Quốc là một đối tác lớn, là bạn lâu năm của Việt Nam, có sự hợp tác sâu rộng, đa phương, đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Có thể nói rằng kinh tế Việt Nam có sự gắn kết nhất định với Trung Quốc. Hiện Trung Quốc là một trong 4 quốc gia được xếp hạng đối tác chiến lược toàn diện, đủ thấy mức độ quan trọng của mối quan hệ Việt-Trung. Vì vậy, không thể để các xung đột cục bộ, cụ thể là xung đột trên Biển Đông, tạo ra sự thù hận dân tộc, làm hy sinh mối quan hệ láng giềng, đối tác quan trọng. Thêm một lý do nữa là từ năm 2014, khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, gây ra những va chạm gay gắt, thì khi có báo chí chính thống và truyền thông Việt Nam cập nhật thường xuyên, liên tục mọi hoạt động đấu tranh của quân dân ta, đó là lần hiếm hoi duy nhất chúng ta làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền bất chấp quan hệ với Bắc Kinh. Nó cũng phát đi một thông điệp với Bắc Kinh là nếu làm quá thì Việt Nam vì chủ quyền trên hết không e dè, không sợ sệt, đừng có bước qua làn danh đỏ của Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc cũng không có bất cứ cuộc đụng độ nào có quy mô lớn và khốc liệt. Như vậy, với Việt Nam đáng nể nhất là sự kiện Bắc Kinh đưa 5-7 tàu hải cảnh ngăn cản giàn khoan Napoli 5 tại lô 06.175 Bột Sơn hồi năm 2019. Việt Nam khi đó không làm truyền thông im lặng, nhưng thực tế là điều 30 tàu ra ngăn cản và thành công ngăn cản hành động quấy phá của Trung Quốc. Rồi gần đây nhất là sự kiện đá ba đầu vào năm 2021, phía Trung Quốc cũng không có hành động đáp trả gay gắt, mà sau một thời gian thì nhóm 220 tàu cá đội lốt của Trung Quốc cũng tan rã. Thưa quý vị, có một điểm đặc biệt là các phương tiện truyền thông có kiểm duyệt của Trung Quốc cũng không thường xuyên đề cập đến các loại tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thậm chí, nhiều người dân của Trung Quốc cũng không hề biết đến những tranh chấp này. Nói như vậy để thấy rằng Trung Quốc cần Việt Nam. Và ngược lại, về mặt đối ngoại, Bắc Kinh và Hà Nội bắt tay mặt mừng nhưng trên biển vẫn thôi yêu nhau mỗi khi có dịp. Nếu các bạn đã từng xem các bộ phim võ thuật của Trung Quốc, chắc có gặp cảnh hai bên ngồi trên bàn phủ khăn, bên trên mặt bàn thì tay bắt mặt mừng nhưng dưới gầm bàn chân đá loạn xạ. Hình ảnh đó như là một sự ẩn dụ cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ôn hòa ngoài mặt, cứng rắn bên trong. Thưa quý vị, 3 năm qua Việt Nam đã chứng minh đôi khi nói ít làm nhiều tốt hơn, nói nhiều mà chẳng làm gì cả. Chúng ta hãy tin tưởng vào những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chấp pháp, các lực lượng vũ trang đang ngày đêm âm thầm bám biển, đấu tranh giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ngàn bão tố phong ba để vượt qua.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.